Xin kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Lâm Tỳ Ni trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần đầu tiên tại đây, và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Giờ này quý vị có buồn ngủ lắm không? Hy vọng là không. Thưa đại chúng, Pháp Hòa được gặp quý vị ngày hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng trong khóa tu này, vì ngày mai, chiều nay cũng như ngày mai, chúng ta còn có những chương trình khác bên cạnh chương trình khóa tu và chương trình Phật Ngọc. Thì quý vị thấy ở trong Phật Pháp, chúng ta có những cái thời kỳ mà chúng ta thường gọi là kiếp tăng và kiếp giảm. Tăng á, là ngày xưa cứ 100 năm tăng 1 tuổi. Người 100 năm tăng 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi. Rồi đến hết cái thời gian kiếp tăng thì chúng ta bắt đầu kiếp giảm, và mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Giảm đến khi nào tuổi thọ của con người chỉ còn có 10 tuổi. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đang ở trong kiếp giảm, mà giảm cũng còn khá. Tức là bây giờ chúng ta nói 100 tuổi là thọ, nhưng mà thật sự ra trong kiếp giảm này ít có người nào sống đủ 100 tuổi, có phải không? Đa phần là vài chục. Cho nên người xưa mới có câu: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Thì Pháp Hòa dịch hai câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Bởi vì ở trên núi cao gọi là sơn trung, tự hữu có nghĩa là tự có, thiên niên thọ tức là cây ngàn tuổi. Thiên niên là sơn trung, tự hữu thiên niên thọ. Còn thế thượng tức là trên thế gian này, nan phùng là khó gặp, bá tuế nhân tức là người trăm tuổi. Cho nên Pháp Hòa dịch hai câu đó ra: núi cao tự có cây nghìn tuổi, dưới trần mấy kẻ tuổi trăm năm. Thì trong cuộc sống của chúng ta, bên cạnh cái đời sống chúng ta mỗi ngày mỗi giảm, thì bên cạnh đó còn có những cái hoàn cảnh nó cũng chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta đang sống trong kiếp giảm. Bây giờ mình nhìn lại cái thể xác của chúng ta đây, mỗi ngày nó cũng đang giảm, có phải không? Vị nào gặp Pháp Hòa lúc Pháp Hòa mới bắt đầu đi tu 14-15 tuổi, bây giờ nhìn lại thì thấy giảm quá chừng. Hay là quý vị gặp nhau 1-2 năm trước, đến 1-2 năm sau gặp nhau trở lại thì thấy bắt đầu tóc bạc thêm, da nhăn thêm. Nói chung là mỗi ngày chúng ta đang đi dần tới cái giảm. Ngày xưa Đức Phật có một cái buổi đàm đạo
một ông cư sĩ mà nhà vua. Vua này tên là vua Ba Tư Nặc. Thì ông đến thăm Đức Phật, và Đức Phật mới nói rằng: này đại vương, giả sử như đại vương đang ngồi đây, rồi có một người lính nào chạy tới nói: tâu bệ hạ, phía nam đang có một ngọn núi, nó đang tiến dần tới kinh thành, và đi đến đâu thì nó nghiền nát con người thành quách đến đó. Rồi thì vừa nghe xong thì mấy phút sau có một người lính nữa: tâu bệ hạ, phía đông có một ngọn núi lớn đang đi đến, tiến dần đến kinh thành, và đi đến đâu thì ngọn núi này cũng nghiền nát con người thành quách đến đó. Đức Phật nói: bệ hạ ơi, giả dụ như bốn ngọn núi nó đang đi tiến dần về phía kinh thành, mà đi đến đâu thì ngọn núi này nó cũng nghiền nát như vậy, thì lúc đó bệ hạ phải làm gì? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói: bạch Đức Thế Tôn, còn làm gì nữa, thế hạ phải tu gấp, tu lẹ, phải hành phước, phải thực hành pháp, thực hành nghĩa, thực hành phước, phải thực hành gấp, vì không còn thời gian nữa. Đức Phật nói cũng như thế, bốn ngọn núi này tượng trưng cho tứ đại, đó là ngọn núi của đất, ngọn núi lửa, ngọn núi gió. Đất, nước, gió, lửa, bốn ngọn núi này nó đang đi tiến dần đến kinh thành, mà kinh thành là ai? Là mình nè. Trong con người chúng ta có đất, có nước, có gió, có lửa, mà chúng ta thường gọi là tứ đại. Bốn cái chất này nó tạo nên, nó hình thành con người, và mỗi ngày nó đang làm khổ mình, nó đang nghiền nát mình. Có phải không? Nếu mà vị nào mấy ngày nay ngồi đây mà yếu yếu á, trúng một trận mưa ngày hôm qua là bắt đầu sổ mũi, cảm, đúng không? Rồi nếu mà cái thân này mà nó đang bị một cái bệnh thấp khớp đau nhất, mà đến khóa tu mà không có cái gì ăn ngoài cà tím với cà pháo, ăn xong rồi ngồi đâu đưa tay xuống thay vì chắp ở đây chắp ở dưới chân, tại vì vừa ngồi nghe pháp vừa sơ bớt, đau quá, nhức quá. Cho nên bốn cái ngọn núi đó nó mỗi ngày nó đang đi tiến dần đến, nó làm tổn hoại cái thân xác này. Ủa, quý vị nhìn có phải không? Đất, nước, gió, lửa, tứ đại. Cho nên chúng ta có một vị thiền sư người Việt Nam sống vào thế kỷ thứ 13, đó là Ngài Trần Thái Tông. Ngài làm cái bài kệ bốn núi: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Bây giờ cái thân của chúng ta được bao vây bởi bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Rồi mượn cái đất, nước, gió, lửa này sống mấy mươi năm, mà nhìn lại tới giờ phút này được cái gì không? Ngoài cái chuyện càng cõi thêm, tóc bạc thêm, da nhăn thêm, chân yếu thêm, sức khỏe càng ngày càng mòn dần. Quả thật bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc giật mình lại ai ngờ muôn pháp không. Xưa nay mình nắm tất cả các thứ, địa vị, danh vọng, tiền của, đủ thứ hết, nắm hết cái gì mình cũng muốn nắm hết, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Nhưng mà may thay, trong cái kiếp sống giảm này chúng ta lại gặp được Phật pháp, để chúng ta tu mà chúng ta không bị khổ bởi bốn cái núi này nó đang nghiền nát mình. Bởi vì tu cũng bị nghiền, mà không tu cũng bị nghiền, rồi rốt cuộc một ngày nào đó mình tan rã hết. Nhưng mà cái người có tu tan rã trong hạnh, bởi vì trong khi mà nó còn đây, chúng ta đã vận dụng nó đúng. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không, may thay đã có lừa ba cảnh.
Lừa ba cảnh là gì biết không? Đó là giới, là định, là tuệ. Nếu chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ thì chúng ta khó mà sống an lạc. Giới là gì? Tức là cái quy luật, những cái giới luật. Ví dụ như mình sống ở đất nước Hoa Kỳ thì cũng phải có những cái luật lệ chúng ta theo. Mà đặc biệt nữa là làm một con người sống ở đất nước nào thì phải theo luật đất nước đó. Mà đời sống chúng ta muốn an lạc thì chúng ta phải có giới luật của đạo giáo. Cho nên người Phật tử mới thọ giới đó. Người tu thọ giới, Phật tử thọ giới, ai cũng thọ giới để làm gì? Để làm cho cái con đường đạo đức mình nó thẳng. Cho nên tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không, may thay đã có lừa ba cảnh, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt tột cùng. Nếu mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà có giới, có định, có tuệ thì chúng ta vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng, tột cùng. Trong một chuyến đi thỉnh kinh của thầy trò đường Tam Tạng thì Pháp Hòa xin thưa lại là Tây Du Ký là một bộ phim không có thật. Đó là một câu chuyện hư cấu. Chỉ có một nhân vật có thật, đó là Ngài Đường Tam Tạng Huyền Trang. Còn Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng là nhân vật dựng lên thôi để nói lên cái ý nghĩa. Bởi vì Đường Tam Tạng là mình. Một con người muốn tiến lên, muốn cầu cái gì? Cầu cái hạnh phúc, cầu cái an lạc, cầu cái sự thanh tịnh. Cũng giống như mình vậy đó. Mấy ngày nay mà bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ, bỏ đủ thứ hết để vô đây nè. Vô đây cầu cái gì? Cầu cái y, cái bát, cầu giáo pháp. Là mình là đường tăng đó. Nhưng mà đi thỉnh kinh chung với mình gồm có ai? Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới. Ngộ Không là sân, Bát Giới là si, là tham, chứ Bát Giới là tham. Còn Ngộ Tịnh là si. Như vậy mình đi thỉnh kinh mình có dẫn theo, đi vô chùa tu có dẫn tham sân si đi theo không? Có. Nhưng mà nếu mà mình biết tu á thì mình sẽ chuyển sân. Người nào sân là tượng trưng cho cái người nào mà sân là nóng giận đó, phải không? Người có nóng giận thì phải tập cho họ tu thiền định, gọi là định. Tham thì lấy cái gì? À, lấy giới. Vì có giới thì tham mới bớt, cho nên mới kêu bát giới. Ông Ngộ Năng, ông tên là Ngộ Năng, chứ còn biệt hiệu là bát giới, vì ông giữ tám giới. Tám giới đó là không giết, không tham, không mà dâm dục, không mà nói dối, không uống rượu, không trang điểm phấn son, không đờn ca sướng hát nằm ngồi giường cao rộng lớn, và không ăn ngoài giờ đã quy định. Cho nên ổng bị cái đó. Quý vị thấy không? Trong suốt cái bộ phim á, ổng thấy con gái đẹp thì ổng nhìn, ổng thấy thức ăn ngon thì ổng tham, mà lúc nào ổng cũng dành cái phần tốt cho ổng hết. Cho nên bát giới là tham, còn sa tăng là si. Chính vì si cho nên cái si đó nó không có lộ, cho nên sa tăng thường im lặng ít nói. Mà chính cái si đó im lặng ít nói nhưng mà để một khối trong lòng, cho nên cưu mang, cho nên sa tăng là cái người gánh tất cả những hành trang trong chuyến đi. Mỗi người chúng ta có bản chất của đường tăng, nhưng cũng có bản chất của ai? Của sa tăng, của bát giới, của ngộ không. Mà bây giờ á, bốn ba cái nhân vật đó là tham sân si, nó nằm ở trong con người mình, cho nên nó làm đệ tử của đường tăng. Cho nên bây giờ bốn thầy trò muốn đưa nhau đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là ý tượng trưng cho cái ý nguyện,
cái chí hướng muốn cầu sự an lạc, muốn cầu cái chỗ cao đẹp, cũng giống như ngày hôm nay vậy đó. Quý vị bỏ nhà, bỏ cửa, tạm gác thôi, chứ nói bỏ thì hơi nặng. Tạm gác thôi, tạm gác mà sợ mất, còn trước khi đi là khóa kỹ nè. Khóa kỹ, cất kỹ, mà thậm chí sợ quên còn gọi về nữa. Con tôi má cất cái đó chưa, sợ mất. Cho nên rồi á, mình phải tu tập. Cho nên ngày hôm nay mình về chùa là tức là mình đi thỉnh kinh đó. Mình đi tu là mình đi thỉnh kinh đó. Một trong phái đoàn đi thỉnh kinh của mình là gồm có mình và ba đứa đệ tử. Cho nên lòng từ bi thì cũng có, chí nguyện muốn tu cũng có. Nhưng mà khổ nổi ba cái đứa đệ tử nó đi theo mình. Cho nên trong cái suốt cái đoạn đường đi á, phải đem những cái giới ra chiết phục. Cho nên lấy cái dòng kim cô đặt lên đầu của anh, của Ngộ Không. Người có trí mà không có tu niệm, không có giới luật là nguy hiểm lắm. Cho nên lấy giới chế phục Ngộ Không. Vì Ngộ Không là tượng trưng cho sanh, mà trong con người của Ngộ Không cũng tượng trưng cho trí. Nhưng trí mà không tu là trí nguy hiểm, cho nên phải có tu. Mà cái dòng kim vô là tượng trưng cho giới. Còn ông bát giới đó, ông tham quá, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh. Chúng ta gọi là ngũ dục. Ngũ dục chứ không phải ngũ gục nha. Nhớ là ngũ dục chứ không có ngũ gục. Mà ngũ gục là lọt vô 100 năm. Tham ăn, tham gọi là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Bát giới có đủ, tượng trưng cho tham, cho nên mới hình ảnh con heo. Con heo là tượng trưng cho hình ảnh của tham. Mà bây giờ muốn chế cái tham đó phải giữ giới, cho nên thọ giới để tu. Cho nên tham sân si một khi đã chuyển thì thành ra giới định tuệ. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới thanh bình, xã hội thanh bình, gia đình thanh bình, thì bản thân của mình trước hết phải thanh bình. Cho nên ngay cả đạo nho người ta cũng quy định, một cái người trượng phu thì trước hết phải làm gì? Phải tu thân, rồi mới có khả năng tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nho mà còn nói vậy huống chi là Phật. Cho nên đạo Phật mới dạy chúng ta phải tu tâm. Một khi tâm chuyển thì thế giới chuyển. Bây giờ quý vị có tin là ngày xưa mình chưa biết tu, gia đình mình khác, thường gây gỗ, thường nóng giận, nhưng mà với điều kiện tu đúng nha. Ngày xưa chưa biết tu, gia đình mình vậy đó. Nhưng mà một khi biết tu rồi, mình học đúng pháp, hành đúng pháp, thì gia đình mình có làm sao? Thay đổi. Ngày xưa mình thấy ăn thua đủ, bây giờ mình cũng ăn thua mà thiếu thiếu. Bây giờ không có còn ăn theo đủ mà ăn thua thiếu. À, còn nếu mà người ta muốn ăn, cứ để người ta ăn, nhưng mà mình lại là người thắng. Thắng cái gì? Thắng chính bản thân mình. Bởi vì Đức Phật xác định thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường chưa gọi là chiến thắng. Người thắng được chính mình gọi là đại thắng. Thắng cái gì? Thắng cái sân. Đi vô chùa tu 3 ngày 4 bữa chứ không khéo là sân ào ào. Cho nên làm sao để sáng cái thân đó? Thì tự mình nói với mình. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mình nói cái sân, mình nói với mình như vậy. Rồi mình làm một cái đó, người ta mới khen mình trước mặt, mình quay lưng, mình chưa kịp đi vô, người đó tưởng mình đi vô rồi, khiều lại nói, làm thấy ghê mà cũng đem tới. Là mình buồn liền, bởi vì nó sẽ lọt trong tám gió.
8 ngọn gió, có một ngọn gió là khen trước mặt và chê sau lưng. Có bị cái đó không? Có không? Nếu mình bị ngọn gió đó thổi thì mình tấp vô cái hòn đá ở ngay chùa Lâm Tỳ Ni, mình vịnh cái hòn đá đó, mình nói với đá liền: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Cho nên chùa Lâm Tỳ Ni có mấy cục đá. Khi nào bị gió khen gió chê nó thổi, mình tấp vô đó liền, vịnh đá liền. Có bà có làm cái bài hát đó: từ ngày quy chí tu tâm chuyển hóa thật nhiều, từ ngày quy chí tu tâm mình hết cô liêu. Quý thầy hết cô liêu chưa? À, khi mình đã quyết tâm tu rồi thì tự nhiên sẽ có chuyện. Bây giờ thì muốn có thanh bình thì mình phải hành cái gì? Thực hành cái nghĩa. Trước hết là mình phải thực hành cái pháp. Bởi vì cái pháp là gì? Cái pháp là cái giáo pháp chân chánh. Cho nên mình học Phật á, là mình phải có cái chánh niệm để mình nhìn ra cái pháp chánh. Chỉ có pháp chánh mới dẫn mình được, chứ còn pháp tà không có dẫn được. Ví dụ như thế này: một người nào đó mà thấy mình bệnh quá, hỏi lúc này chị làm gì? Nói dạ tôi ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Thì cái người đó nó hèn chi chị bệnh hoài. Tại vì cung tụng kinh Địa Tạng là chiêu âm. Chị tụng Địa Tạng nhiều cho nên chị chiêu người âm về nhà, cho nên nhà chị có chuyện và chị bệnh hoài. Nghe vậy không tụng nữa. Chính như vậy đó, nghe cái pháp đó, hành cái pháp đó cho nên bệnh càng thêm bệnh. Có kinh nào mà tụng để bệnh không? Nếu mà kinh tụng bệnh đâu phải kêu kinh, mà cũng là kinh mà kinh khủng. Kinh mà để tụng mà để xui xẻo là kinh hồn. Chứ còn kinh Phật thì không bao giờ tụng mà tai ương chuyện này, hoạn nạn chuyện kia được. Mà anh ta nói vậy mà nghe vậy rồi theo vậy không được. Cho nên mình tại sao phải nghe pháp? Vì chư tổ đã xác định rất rõ: kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Nghe kinh Phật tỏ ngộ được cái đạo lý của Phật. Bởi vì đạo là gì? Đạo là con đường, lý là lẽ thật. Đạo lý là lẽ thật, cho nên mình mới học giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là lẽ thật. Mày học giáo lý mà Phật dạy mình lẽ thật chứ Phật có dạy mình sai đâu, thì tại sao lại nói là tụng kinh mà mang bệnh? Rồi thí dụ như mình nói là Phật phù hộ cho con, gia đình con yên thấm, đang gặp nạn lớn, yên thấm cái con cạo đầu, con phủi tóc, con trả ơn Phật. Rồi cái mình chuyện nhà hết rồi mà mình chưa kịp xả phủi cái tóc, cái mình nhức đầu, cái mình nói tại vì tôi nguyện tôi không cạo cho nên Phật quở. Dạ thưa Phật không có rảnh. Phật không có rảnh để tính sổ có ai trả nợ hay là ai chưa. Mà nếu Phật phạt mình kiểu đó thì chưa phải là Phật. Phật dạy mình cái nguyện là do mình chứ đâu phải là do Phật biểu. Mình muốn nguyện gì mình nguyện, mà thậm chí mình không nguyện cũng chẳng sao. Tất cả cái gì mà bất ổn hay là ổn là do cái phước và cái nghiệp của mình chứ không phải ai ban ai phát. Cho nên thưa đại chúng là mình phải hành pháp. Mình phải hành pháp, phải rõ pháp. Trước hết là phải học nghĩa, sau đó là hành pháp. Bây giờ đại chúng chịu khó nghe pháp. Nghe để làm gì? Trong kinh dạy người nghe pháp có 5 cái lợi. Trong đó có một cái lợi là sẽ nghe được những điều mình chưa nghe. Cái lợi thứ hai là sẽ dứt tất cả sự nghi ngờ. Cái lợi thứ ba là làm cho mình thanh tịnh. Xưa nay tâm mình đủ thứ tạp nhà phiền não, bởi vì mình cái gì mình cũng tin hết. Bây giờ mình nghe pháp rồi, mình rõ con đường của mình đi. Cho nên trong giáo pháp của Phật có chánh tín. Phải có tín nhờ mà chánh tín chứ không có tà tín. Thưa đại chúng, khi mình nghe cái gì đó,
nó mới có tin chứ chưa phải là tính. Hai chữ nó khác nha. Nghe mà mới có nghe xong rồi mình hiểu, mình nhận, vậy gọi là tin. Nhưng mình suy nghĩ một thời gian rồi á, thì bắt đầu cái niềm tin này trở thành ra cái tính, cho nên gọi là tin đi tới tính. Mà chỉ có thâm tính mới sung mãn, thâm tính mới sung mãn. Cho nên thực hành nghĩa tức là học nghĩa, rồi kế đến là thực hành pháp, có nghĩa là phải tu theo cái giáo pháp. Mà giáo pháp này là giáo pháp chân chắc. Mà thưa đại chúng, là hạnh phúc tự thân, an lạc ngoài đời, xã hội, gia đình là ở chúng ta có tu. Không tu không có kết quả. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú á, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm theo không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa có làm có kết quả. Cho nên á, thực hành nghĩa, thực hành pháp, và cuối cùng là gì? Thực hành phước. Quý vị cứ tưởng tượng trong xã hội này mà không ai biết tu phước hết thì đâu có ra cuộc sống. Có nghĩa là gì? Không ai biết giúp đỡ ai hết. Ai muốn tự, ai muốn sống, muốn làm gì làm. Không ai giúp đỡ ai thì làm sao nên cuộc sống được? Có phải không? Cho nên phải có tu phước. Bây giờ tu phước bằng cách nào? Mình làm cái gì được cho ai mình làm? Trong cái khả năng của mình, ngay tự thân của mình, mắt, tai, mũi, miệng, thân này mình làm phước được hết mỗi ngày. Ví dụ như bây giờ cái bàn tay của mình nè, thấy không? Thay vì bây giờ lúc nào mình nói chuyện với ai mình cũng chỉ trỏ, mình cũng lúc nào cũng chỉ cái tì vết của người ta, một ngón không đẹp, bây giờ cầm luôn 10 ngón, tức là cung kính lễ. Rồi bây giờ cái thân của mình lúc nào cũng cạo cử, nói những làm những điều không lành, thế bây giờ lâm lâm. Con mắt mình lúc nào cũng hấy hút, cũng dòm ngó, bây giờ không có dòm ai hết mà dòm mình. Mà nếu có dòm người ta, thấy người ta làm lành mà không có ganh mà sân tâm hoan hỷ, xin cho con sung sướng khi thấy người thành công, tu tạo mọi phước lành như chính con làm được. Cho con biết không có thấy lỗi của người, cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Cho nên ngay tự thân này chúng ta làm phước được. Bây giờ quý bác lớn tuổi nghĩ rằng bây giờ mình không còn đi làm ra tiền nuôi con, làm việc nhà không có giúp được con cái gì nữa hết, mình cảm thấy mình vô dụng quá, xin quý bác đừng nghĩ như vậy. Bây giờ quý bác không làm được gì hết, quý bác ngồi ở nhà quý bác niệm Phật đi. Niệm Phật để cái phước lại cho con, bởi vì mình định được cái tâm, chuẩn bị hành trang cho mình, và đồng thời lưu lại cái phước đức cho con cháu. Mà cái đó là cái gì? Người ta gọi là trường cửu chi kế. Để lại cái phước đức cho con là cái kế lâu dài. Còn mình để cơm, tiền, gạo của không có chắc. Vì nhiều khi mình để sách con mình nó đem đi nó đốt hoặc là nó bán, cho nên chưa chắc. Để tiền của lại con đi bán hết, mà để sách vở con đem đốt, chỉ có để phước đức lại cho con chắc. Có gọi là trường cửu chi kế. Cho nên lời mở đầu của Pháp Hòa hôm nay là chúng ta muốn cầu cho thế giới thanh bình, hay là chúng ta ở trong kiếp giảm, bây giờ chúng ta tự ý thức, bây giờ chúng ta giảm quá chừng. Năm nay mình thấy mình sức khỏe kém hơn năm ngoái rồi, thì tự thân mình phải lập tức hạ thủ công phu, làm liền ba việc: học giáo pháp, hành giáo pháp, tu phước thiện. Bây giờ mình đi đường mình thấy cái biển chai
luộm lên, đừng để người ta đạp trúng. Thấy một cây đinh ở chỗ bãi đậu xe, luộm lên đừng để xe nào cán vào. Thấy chị bạn mình để quên cái y đâu đó, cất giùm hay là nhắc nhở kêu đấy. Ai làm gì làm, cái người đó không biết tới. Như vậy là chúng ta chưa có thật sự mở lòng và tu phước. Tu phước là không có phân biệt. Có cái bà đó, bà xin quý thầy đến nhà cầu nguyện, xong thầy mới hồi hướng công đức, hồi hướng cho chồng bà. Rồi cuối cùng là pháp giới chúng sanh, bà giơ tay bà nói thầy ơi thầy, con mình thầy tụng kinh phước không bao nhiêu mà thầy chia chồng con, thầy chia nhiều người nữa rồi của đâu chia dữ vậy. Ông thầy nó không có phải, mình phải mở lòng mình chia như vậy công đức nó mới lớn. Bà nói vậy hả thầy, vậy thôi thầy chia ai chia, đừng chia cái bà hàng xóm thôi. Cho nên coi chừng cái bà đó là mình đó. Xin Phật phù hộ, ai phù hộ đừng phù hộ cái bà đó. Bà mới nghe lộn với con không có làm gì. Cho nên đại chúng là chúng ta như vua Ba Tư Nặc, nhận ra rằng bốn ngọn núi nó đang lấn át mình, của đất, nước, gió, lửa. Có những người bây giờ đi 10 bước là bắt đầu thở rồi. Có những người ngày xưa bưng một bao gạo không sao, mà bây giờ bưng một bao gạo thấy trăng luôn không sao. Đó, thành nữ ra thấy như vậy mà chúng ta tự ý thức theo lời của Phật dạy. Như là vua Ba Tư Nặc nhắc mình, khi nhận thức ra rằng bốn ngọn núi đang bao quanh mình thì phải lập tức nắm cho được ba yếu tố: học pháp, học nghĩa, thành phước. Cho nên hôm nay quý vị mà đi tu gieo duyên đó, mặc dù á, thỉnh thoảng cái tâm mình nó cũng phóng, có chứ, nhưng mà cái phóng này mà mình biết kéo nó lại. Lâu lâu nó phóng ra ngoài, nhưng mình kéo nó lại, mình nói hôm nay tu có 3 ngày rồi con, chịu khó ở với má đi con. Hôm nay tu có 3 ngày rồi con, chịu khó ở với ba đi con. Mình nói với cái tham, cái sân, cái si của mình mà có bằng ra chưa nói cái khác nữa. Có nhiều khi giờ này á, đi ngủ là ngon nhất, mà ngồi nghe thầy nói thì cũng ráng lắm, tôi thương lắm tôi mới ngồi. Cho nên thính chúng của nhà Phật á, cũng có một cái thính chúng gọi là trợ duyên chúng, tức là ngồi đó trợ duyên cho người nói. Chứ nhiều khi giống như quý vị vậy đó, ngồi đó để trợ duyên cho con, dẫn con đi chùa, nhưng biết con chưa có thích lắm, cho nên cha mẹ đi chung với con, ngồi chung với con để trợ duyên sắc tánh cho con. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay, qua một cái câu chuyện giữa vua Ba Tư Nặc và Đức Phật. Khi mà Đức Phật hỏi ví dụ với vua Ba Tư Nặc về bốn ngọn núi, và Đức Phật sẵn đó cũng dạy chúng ta ba cách tu, tức làm sao để chúng ta lập tức giải quyết liền cái khổ của sự sanh tử đau khổ. Mà Đức Phật xác định hạnh phúc chỉ có mặt khi nào tự thân mỗi người mới tu tập. Câu này là câu then chốt. Hạnh phúc chỉ có mặt khi tự thân mỗi người biết tu tập. Bởi vì không ai tu giùm mình, phải không? Không có ai làm giùm gì mình được hết, mà chính tự thân mình phải làm được hết. Bây giờ Pháp Hòa xin giải thích một vài câu hỏi trong này. Kính bạch thầy, con thường nghe khi quý thầy xưng danh của quý thượng tọa hay hòa thượng thì nói là thượng trí hạ tịnh, thí dụ xin thầy giải thích cho con hiểu. Thì cái câu hỏi này ý muốn nói rằng tại sao khi mình xưng đạo hiệu của một vị tôn đức thì chúng ta không thường nói nguyên chữ mà chúng ta thường hay nói thượng với hạ. Ví dụ như là cái câu hỏi đưa một cái ví dụ nói đến đạo hiệu của hòa thượng viện chủ chùa Vạn Đức ở Thủ Đức, đó là hòa thượng Thích Trí Tịnh. Thì thay vì chúng ta nói như vậy thì tại sao chúng ta lại nói là hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh? Bởi vì đây là chúng ta theo cái phong cách của người Trung Hoa,
Ngày xưa người Trung Hoa viết chữ không có viết ngang mà viết xuống như thế này, phải không? Trung Hoa viết chữ chúng ta đọc là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Cho nên khi mà viết ví dụ như là Hòa Thượng Thích Trí Tình, nhưng mà bây giờ nói như vậy thì không đủ sự cung kính. Cho nên muốn bày tỏ sự cung kính đối với đạo hiệu của một vị tôn đức thì chúng ta thường nói và con xin cung kính giới thiệu, đây là Hòa Thượng. Thượng, thượng tức là trên là chữ này nè, dưới là chữ này, nhưng mà đọc xuống vậy mà đọc liền chữ thì chưa đủ tỏ, chưa đủ cái sự cung kính. Cho nên nói trên và dưới, thượng và hạ. Quý vị hiểu ý chữ thượng hạ là tại vì ngày xưa viết theo xuôi vậy nè. Rồi bây giờ mà nói luôn tuồn như vậy thì cảm thấy chưa đủ sự cung kính. Cho nên bây giờ nói theo người phong cách của người Hoa là thượng hạ. Bây giờ mình nói cái dịch tiếng Việt á, mà mình dịch, ví dụ mình dịch như vậy: con xin cung kính giới thiệu thầy thượng là trên pháp hạ hòa, là trên pháp dưới hòa. Nghe nó kỳ kỳ đúng không? Mình nghe cái tiếng âm Hán nó quen rồi, thượng này hạ kia. Cho nên bây giờ chúng ta có một cách bày tỏ theo tiếng Việt cũng cung kính, nói như thế này: chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng đạo hiệu Thích Trí Tình. Cũng được, tức là chúng ta thêm hai chữ đạo hiệu, tức là nói cho mọi người hiểu rằng đây là cái hiệu trong đạo của một vị tôn đức. Cho nên Pháp Hòa xin giải thích, tức là cái ý nghĩa đó là chữ thượng chữ hạ là như vậy đó. Cho con hỏi, công việc của con thường đi xa, nếu con thọ Bồ Tát mỗi tháng 2 lần cần đến chùa để thọ giới, nhưng lắm lúc con không vô chùa để thọ giới được, con phải làm sao? Xin Đại Đức giải nghi cho con. Trước hết, Pháp Hòa xin nói lại cái chữ này, quý vị hỏi dùng chữ không đúng, phải hỏi là con thọ giới Bồ Tát rồi, mỗi tháng 2 lần đến chùa tụng giới, chứ không có thọ nữa. Bởi vì thọ là thọ 1 lần thôi, còn hàng tháng mình về chùa là mình ôn đọc lại cái giới đó, chứ không phải là thọ nữa. Cho nên xác định lại để vị Phật tử hiểu là thọ giới rồi, mỗi tháng 2 lần về chùa tụng giới. Trường hợp quý vị tụng giới không phải chỉ là Bồ Tát giới, mà tất cả chư đệ tử Phật ai đã thọ giới rồi thì mỗi tháng ít nhất 1 lần phải tụng giới. Ví dụ như vị nào thọ 5 giới thì mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Thọ thập thiện giới, mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Theo lệ ngày xưa là 2 tuần 1 lần, nhưng mà bây giờ đó mình có chỗ thì người ta làm gọn lại, tức là mỗi tháng 1 lần. Nhưng nếu vị nào không có phương tiện tụng giới ở chùa thì quý vị tụng giới ở nhà không có sao hết, nhưng mà mình phải quy định ít nhất là 1 lần 1 tháng. Cho nên xưa nay Phật tử nào mà thọ giới rồi, quy y rồi mà chưa tụng giới đó, thì sẵn đây Pháp Hòa nhắc luôn, không phải là Bồ Tát giới mới tụng nha, tất cả ai đã thọ giới rồi là phải tụng hết. Vậy thì tụng sao? Nếu mình thọ tam quy 5 giới đó, ngũ giới đó, ở nhà đó, đến rằm hay mùng 1 hay là cái ngày nào mình ăn chay thuận tiện nhất cho mình mỗi tháng đó, thì mình đến trước bàn Phật, mình thắp hương xong mình lễ Phật, mình tụng một thời sám hối rồi mình ôn tụng giới bằng cách là mình đọc lên đệ tử Nguyễn Thị Ghi, pháp danh là Diệu Chép, ghi chép gần nhau, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đệ tử nguyện trọn đời giữ giới không giết hại chúng sanh,
Nguyện trọn đời giữ giới không trộm cắp. Nguyện trọn đời giữ giới không tà hạnh. Thí dụ vậy đó. Còn Phật tử nào thọ thập thiện thì đọc 10 giới của mình lên. Rồi sau đó xong rồi mình có thể mình tự tâm mình khấn nguyện là: nếu trong tháng qua con có vô tình hoặc cố ý phạm những lỗi lầm nào, con xin thành tâm sám hối. Nguyện chư Phật gia hộ cho con thân tâm an tịnh, giới thể châu viên, tâm bồ đề kiên cố. Ví dụ vậy đó, rồi mình hồi hướng. Nhưng mà ít nhất phải tụng giới. Tại sao phải tụng? Bởi vì mình không tụng mình đâu có nhớ. Bây giờ Phật tử nào mà thọ năm giới rồi mà hỏi Phật tử quy chưa? Trời ơi, quy 30 năm rồi đó. Cái điệp con bây giờ nó mục hết trơn rồi. Mà hỏi năm giới là gì? À, con nhớ hình như là cái gì là hình như không uống rượu á. Con nhớ hình như không sát sanh á. Xong rồi thầy mới nói: ủa sao năm giới mà nói không có theo thứ tự vậy? Nó miễn con nhớ đủ rồi thôi chứ. Cho nên mình phải tụng giới mình mới nhớ, phải không? Nhớ năm giới cho rõ ràng. Phật tử thọ tập thiện cũng vậy. Thọ tập thiện là phải nhớ là thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có bốn giới: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý có ba giới là bớt tham, bớt sân, bớt si. Vậy thì tu thập thiện là tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Quý vị hiểu ý như vậy, cho nên phải tụng giới, mà không phải chỉ riêng Bồ Tát nha. Nhưng mà tụng nghĩa là gì nữa? Tại sao phải tụng? Ngày xưa chữ tụng á, bây giờ mình dịch là tụng giới, chứ ngày xưa không có dùng đó. Ngày xưa dùng là Bố Tát. Chữ Bố Tát là tiếng Phạn. Tiếng Hán á, tiếng chúng ta dịch ra là trưởng tịnh. Trưởng tịnh. Trưởng tịnh có nghĩa là nuôi lớn căn lành, trưởng dưỡng cái căn lành. Xin Thầy hoan hỷ cho con được rõ, con là Phật tử tại gia nhưng con có cạo đầu. Nhưng mà có nhiều Phật tử hiểu lầm khi gặp con, các Phật tử hiểu lầm nên chắp tay xá lạy. Vậy con có bị tổn phước không? Xin thưa đại chúng là dù quý vị không cạo đầu, nhưng mà theo tinh thần của Phật tử, chúng ta luôn luôn gặp nhau là chắp tay xá chào, chứ không đợi gì phải cạo đầu mới xá. Còn người không có cạo đầu thì không có xá. Cái tinh thần của Phật tử, một là khiêm cung, hai á, chữ khiêm là khiêm hạ, tức là hạ mình. Chữ cung là phải cung kính. Chẳng những hạ mình và phải cung kính, cho nên gọi là khiêm cung. Vậy thì Phật tử gặp nhau đều phải chắp tay xá nhau một xá. Đó là tượng trưng cho tôi là người biết khiêm hạ, tức là hạ mình và cung kính, cho nên gọi là khiêm cung. Khiêm là khiêm hạ, khép mình. Cung là cung kính, cho nên mọi người phải gặp nhau chào. Còn có trường hợp mình phủi tóc xong rồi, nhà Phật dùng cái chữ phủi tóc chứ không có cạo đầu. Cạo đầu nghe hơi nặng nặng. Ở Việt Nam mà ở ngoài đời mà làm gì cũng bị cạo đầu không? Còn mình là phủi tóc. Phủi là phủi xuống à, phủi tóc. Cái danh từ nhà Phật chúng ta gọi là phủi tóc. Ví dụ mình ấy, một thầy nói hôm nay là ngày 13, mai sáng 14 sám hối, thầy đi phủi tóc. Vậy thì bây giờ vị nào mà phủi tóc rồi, mặc bộ đồ vạt thò vô thì người ta gặp mình, người ta xá, tốt rồi. Nhưng mà nếu người ta nói thêm câu nữa: dạ con chào thầy. Nói dạ tôi phải thầy, tôi Phật tử, tức là tôi còn tại gia. Bữa hôm có bà mới xuống nè, ở chùa có một chú đạo hữu Phật tử, có bà không nhớ pháp danh, chú ông ốm á. Trời ơi, ông làm như thiệt vậy đó. Ông phủi tóc, ông mặc bộ đồ vạt thò, có bà bước xuống xe gặp ông đi tới, bà tưởng thượng tọa nào. Mà có bà cũng chắp tay và xá một cách cung kính thầy của mình đó, Phật tử đó. Thì Phật cũng chào, Phật cũng chào mà tử, giờ chào Phật xong chào tử.
Nên đại chúng là không chờ đến buổi tốt mình mới chào ha, ai mình cũng chào hết, cho nên mình mới có cái bài kệ rất là sen bước xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Khi đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao. Nói nó một hồi cái hai câu cuối, sao em không học hạnh bất khinh cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Ở đạo Phật mình có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, gặp ai cũng chào hết. Thì bây giờ mình học hạnh có Thường Bất Khinh. Trong kinh có câu: trước khi làm việc thiện, thân phải tự đoan, tâm phải tự đoan. Vậy tự đoan là gì? Cái chữ đoan có nghĩa làm cho mình đoan nghiêm, đoan chánh. Thế nào gọi là tự đoan? Ở phần thân và phần tâm. Ví dụ bây giờ mình gặp một người khổ, tâm mình khởi tâm lành, từ bi, đó là mình tự đoan cái tâm mình. Rồi khi mình cho, không sao, câu đó trả lời rồi. Khi mà mình cho đó, thì mình không có nên cho bằng cái tâm khinh thường, mà mình phải cho bằng cái tâm cung kính. Bởi vì khi chúng ta cho một người một vật gì đó thì cái đó gọi là phước đức. Còn cái hành động mà chúng ta cho thì gọi là công đức. Hai cái nó khác. Ví dụ bây giờ quý vị cho một người nào đó một ly nước, đó là có phước đó. Tức là mình lấy của mình cho là có phước. Nhưng mà nên cho bằng cái tâm cung kính là mình đem tới, dù người đó là người khất thực, người hành khất, thì cũng nói dạ mời bác dùng nước, chứ không dùng cái từ là nè ăn lẹ đi rồi đi chỗ khác chơi, đừng cản trở. Thì cái đó là mình chỉ mới cho là có cái phước mà mình thiếu cái hạnh. Mà thiếu hạnh là thiếu công. Cho nên công đức khác, phước đức khác. Công đức là do tu mà phước đức là do của. Của mình cho là mới có cái phước à. Nhưng hãy làm bằng cái hành động để nó đi đôi với cái việc, cái của đó nữa thì nó đẹp cả ha. Cho nên cái đó gọi là tự đoan cái tâm mình và tự đoan cái thân mình. Cái của mình là tốt rồi, tâm cho là được rồi, nhưng mà cái cách cho không có. Và cách cho không có thì làm cho người ta buồn, người ta tự ái. Cho nên thưa đại chúng, trong một cái danh từ chung, bố thí cũng là cho, cúng dường cũng là cho, tặng cũng là cho, biếu cũng là cho. Vậy mà vì cái sự tự ái của mỗi người mà chúng ta không dám dùng cái từ. Chẳng lẽ giờ nói thầy ơi, thầy đói không? Cũng cho thầy ăn. Thì mình nói vậy thì cúng là như vậy đó, đói thì cho ăn. Nhưng mà bởi vì mình không muốn làm cho cái người đó cảm nhận rằng trời ơi chắc tôi đói khổ lắm, tôi phải tới van xin. Cho nên mình nói một cách khác thôi. Thưa bác có đói bụng không? Con làm cơm mời bác dùng. Cũng cắt cho ăn. Nhưng mà mình cho mà làm người cho người ăn, người ta cảm nhận làm sao? Nhẹ nhàng. Như vậy cái đó gọi là công. Công. Mà cái đó gọi là tự đoan cái tâm, tự đoan cái thân, tự đoan ngôn ngữ. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho là phước, mà cách cho là đức, phước đức, công đức. Kính thưa thầy, đệ tử hỏi: khi đi tiểu, mặc áo tràng vô cầu có tội không? Tiểu đại dụng giống nhau. Rồi tốt hết là mình nói là đi vệ sinh. Thì thưa đại chúng như thế này, bởi vì cái áo tràng mà chúng ta mặc á, nó tượng trưng cho cái giới phẩm của mình. Cho nên bất cứ chỗ nào mà không có thanh tịnh, không có sạch, thì chúng ta có thể cố gắng tranh thủ cất cái áo tràng. Thí dụ quý vị đi vào vệ sinh, bởi vì quý vị chỉ có cái áo này để mặc làm lễ à, cho nên cố gắng tránh không để nó lắm dơ, và đặc biệt là cái dơ ở nhà vệ sinh. Cho nên khi mình đi vào vệ sinh thì nhớ ra áo, rồi kiếm chỗ nào cất lên, khi xong rồi thì chúng ta mặc áo. Chẳng những vậy mà trước khi tụng kinh, chúng ta cũng phải làm những việc này.
Thứ nhất là phải rửa tay, thứ hai là rửa miệng, thứ ba là rửa mặt. Rửa mặt làm cho mình tỉnh táo, rửa miệng làm cho miệng trong sạch, rửa tay làm cho tay trong sạch để chúng ta cầm nắm pháp y và kinh sách. Mình phải tập làm sao mình thành một cái thói quen sắp sửa tụng kinh là tự động mình đi rửa tay, rửa mặt và súc miệng. Giống như bây giờ có hòa thành có thói quen, hãy tới giờ tụng kinh mà tay chưa có rửa mà không biết nãy giờ mình có làm gì dơ không, là tự nhiên nó cái thói quen là phải đi rửa tay rồi mới dám cầm cái đi. Vì trong luật dạy là cái đi mà tay sạch mới được cầm. Thậm chí quý vị đi vào chùa đó, quý vị thấy cái quyển kinh đó mà có nó dính bụi đó, thì cái thói quen của mình là làm gì nè, lấy miệng thổi, đó là thói quen. Nhưng mà không nên, nếu lỡ gặp quyển kinh có bụi, có tàn nhang thì chúng ta lấy cái giấy chúng ta lau hoặc lấy cái tay phủi chứ không lấy miệng thổi. Bởi vì cái hơi miệng của mình không có trong sạch, không có thanh tịnh, cho nên chúng ta không dám làm ô uế quyển kinh. Chính vì vậy mà khi tụng kinh mà trang nào sắp hết thì nhớ lấy cái ngón tay cầm sẵn cái trang giấy đó, để khi hết thì chúng ta lật qua cái trang kế cho nó kịp. Chứ đừng có đợi nó hết xong rồi lật hoài là không được cái le lưỡi liếm hai ngón tay tịnh vô đó. Mà đa phần là chúng ta cứ chờ hết rồi mới lật không à. Khi thấy kinh sắp hết thì tự động lấy ngón tay rà cái trang kế, để một lát nữa vừa dứt câu cuối thì chúng ta lật qua trang kế để làm gì? Một là chúng ta tụng kịp với đại chúng, hai là chúng ta không vấp cái lỗi là hấp tấp rồi chúng ta mất cái oai nghi. Mất cái oai nghi là le lưỡi liếm hai ngón tay rồi. Quý vị nhớ mà nói ha, cái đó là cái tu tập của mình đó. Kính bạch thầy, nhờ thầy giải thích cho con hiểu nội kết là gì. Chữ nội là ở bên trong, ngoại là ở bên ngoài. Chữ kết nghĩa là cột. Thí dụ như là khi ai làm một cái gì đó chúng ta buồn phiền nhưng mình không có nói ra, hoặc là đôi khi chúng ta có nói ra nhưng mà cái đó nó chưa giải, thì chúng ta lại cột cái đó rồi để trong lòng không có nguôi, lâu ngày nó thành nội kết. Nội kết tức là tự chúng ta cột rồi chúng ta để ở trong lòng. Có không ta? Chẳng hẳn phải một kết đâu mà nhiều kết. Cỡ kết bia, kết rượu, kết gì đó không biết đâu. Mà chúng ta thường không phải là kết nước ngọt. Không. Quý vị nhớ là mỗi khi chúng ta đầu năm, chúng ta thường đọc cái bài giải kết, giải kết, giải oan kết. Có đọc câu đó không? Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng thành phát tâm cầu giải kết. Nhớ không? Thì giải là mở, kết là cột. Vì vậy thì chúng ta là cái người tu là muốn giải, tức là muốn mở thì không kết. Mà kết hoài thì nó chặt, mà nói chặt thì nói chội, nó kêu chật chội. Mà lâu ngày chật chội thì nó buồn, mà buồn thì bực, bực thì bội. Buồn, bực bội. Mà hãy buồn mà bực bội thì nó bức bách. Mà bức bách lâu ngày thành bức tử. Cho nên cái nội kết là những cái gì buồn phiền mà chúng ta để trong lòng lâu ngày thành nội kết. Kính xin thầy giảng thêm về giới không sát sanh. Khi trong nhà bếp có quá nhiều con gián, thì nếu con mua thuốc về xịt hay để bẫy bắt hay mướn thợ đến diệt ếch gián thì có phạm tội sát sanh không? Nếu không thì xử lý. Nếu không xử lý thì nhà sẽ đầy gián, ảnh hưởng đến vệ sinh.
Thưa đại chúng, loài nào nó cũng có sự sống và cái nhận biết của nó. Trước khi quý vị muốn diệt, quý vị nên cho người ta thời gian bằng cách quý vị nói như thế này: các vị Bồ Tát giáng, các vị từ đâu đến thì các vị nên từ đó mà đi. Ở đây không phải là chỗ nương náu của quý vị. Và nếu trong 3 ngày đến đây quý vị không đi thì buộc lòng chúng tôi vì cái vệ sinh chung mà chúng tôi có lỗi với quý vị. Mà quý vị nói bằng cái tâm chân thật dán sẽ đi. Pháp Hòa nói thiệt đó. Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa hồi đó đó, cái thời mình nghèo á, cơm đâu có ăn. Mà nếu mà ăn cơm mà dư á thì mình mới lấy đồ mình đậy lại, sợ chuột. Mà ở Việt Nam mình đâu phải chuột nhỏ đâu, nhớ không? Việt Nam mình là chuột nó bằng cái cánh tay, cái đuôi chuột cống, mà nó bò vô nồi cơm một cái là mai hơn ăn được. Mà quý vị biết không, lấy cái gì dằn lên nồi cơm rồi thì ảnh cũng chui vô được hết. Ảnh cũng làm cho mọi cách cái nắp nó ảnh nhảy xuống được. Thì có một hôm có bà đứng ngay giữa nhà, có bà nói: các Bồ Tát Tý, các ông Tý và Tý, gia đình con nghèo lắm, không có đủ cơm ăn. Thôi bây giờ quý vị đừng có phá cơm của con. Nếu như đó mà quý vị đúng cái thực thi như vậy thì con hứa là mỗi ngày con sẽ làm cơm cho quý vị ăn, không có pha được. Đi ngủ khỏi đậy rồi cơm luôn. Hôm sau Pháp Hòa lấy cái miễn dừa. Mà xin thưa đại chúng là nói xong rồi mấy ngày trời quên mất tiêu. Bởi tôi nói ở đời mà được phần mình cái quên hết tất cả. Cái Pháp Hòa quên đi, có nó phá tiếp. Nó phá tiếp cái thì Pháp Hòa nhớ chụp lại. Pháp Hòa mới lấy cơm á, Pháp Hòa trộn xong nước, thịt, nước gì đó để ngay giữa. Pháp Hòa đứng đó không ông nào ra hết. Cái Pháp Hòa mới ra lên và nói: nè, cơm tôi làm xong rồi, mời quý vị ra. Nói xong Pháp Hòa bước ra cánh cửa, Pháp Hòa nước á, thì từ ở trong trong góc trong hầm gì 4-5 ông ra cái chén cơm đó là Pháp Hòa đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái ở bên Canada có một Phật tử làm vườn mà trồng cái trái blueberry đó, 25 mẫu trái blueberry, chuột ăn hết mấy cái gốc. Thì mấy người con mới mua thuốc về chuột, thuốc thì ông mới nói: bây giờ con cho ba xin 3 ngày. Ông đứng ra giữa đồng, ông mới nói: các Bồ Tát Tý, ông Tý và Tý, gia đình con sống nhờ cái mảnh đất này để trồng trọt mà sống, bây giờ các ông phá hết trơn lấy gì con sống. Mà mấy đứa con của con nó giận lắm á, nó bây giờ quyết định là diệt mấy ông đó. Nhưng mà thôi bây giờ con xin báo cho mấy ông biết, nếu 3 ngày nữa mấy ông không đi thì để uống, chừng đó mấy ông ăn trúng mà con không có lỗi à. Quý vị nói xong rồi từ đó về sau không có một ông nào tới hết. Ở Cali mà cái vùng ở Cali là kiến nhiều lắm đó. Mà Pháp Hòa mày cho người ta kiểu đó rồi bây giờ mấy vị làm cũng hết trơn. Cho nên mình làm cũng được, nhưng mà trước khi làm nhớ thông báo. Cũng giống như trước khi chúng ta thỉnh chuông, cầm cái dùi chuông lên là chúng ta phải nhập vô cái chuông 2 tiếng trước khi lên một tiếng chuông. Cái đó gọi là thức chuông. Tại sao chúng ta phải thức chuông? Bởi vì cái chuông đó, nó làm bằng một loại kim khí. Nếu mà chúng ta không nhập hay vô cái chuông á, tự động chúng ta phát một tiếng chuông thì chuông sẽ bị thức và bị bể. Cho nên trước khi thỉnh một tiếng chuông vang lên thì phải cầm cái dùi nhập qua cái chuông 2 tiếng rồi mới thỉnh, để chúng ta chuyển cái loại kim khí này để nó có thể nó chịu được một tiếng chuông sắp tới. Quý vị đang ngồi im lặng vậy mà tự nhiên ai lại đập cái bóp giật mình không? Giật mình thì cũng như thế. Mình muốn làm gì phải thông báo trước. Cho nên đại chúng đang ngồi thiền im lặng mà trước khi muốn xả thiền là phải cầm cái dùi chuông nhập vô cái chuông 2 tiếng. Làm sao cho đại chúng có thể nghe được hai cái tiếng chuông khẽ nhẹ, rồi chừng đó mới thỉnh chuông. Cho nên quý vị thông báo trước cũng sao đó.
Xin Thầy hoan hỷ, con đã thọ thập thiện rồi. Và con nghe Thầy giảng là 10 giới, vậy con Bồ Tát giới cũng 10 giới thập thiện. 10 giới thập thiện và Bồ Tát giới phân biệt giới nào và giới trọng? Thì cái câu hỏi đơn giản là thập thiện của 10 giới, rồi Bồ Tát cũng 10 giới, vậy thì cái giới nào trọng hơn? Thì xin thưa như thế này, nếu là cư sĩ tại gia thì thọ thập thiện giới như hồi nãy có hòa trình bày. Cư sĩ tại gia khi thọ Bồ Tát giới không có thọ 10 giới trọng mà chỉ thọ 6 giới trọng và 28 giới khinh dựa theo tinh thần của kinh U Bà Tắc Giới, chớ không phải tinh thần của quyển Phạm Võng Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới chúng ta có nhiều bản, nhưng mà ngày nay chúng ta thường dùng hai bản. Một là theo Phạm Võng Giới Kinh, hai là theo U Bà Tắc Giới Kinh. Nhưng mà ở bên Phạm Võng Giới Kinh á, thì phần lớn là những giới đó nghiêng về người xuất gia nhiều hơn. Mà trong khi đó U Bà Tắc Giới Kinh thì tất cả các giới trong đó đều trực chỉ hướng dẫn cho tại gia Bồ Tát. Cho nên sau này quý thầy lấy tinh thần của kinh U Bà Tắc Giới mà truyền cho cư sĩ tại gia, thay vì truyền thập giới, 10 giới hay là 48 giới như Việt Nam ngày xưa, thì bây giờ chỉ còn 6 giới trọng, 28 giới kinh. Điều này không nghĩa là quý thầy tự giảm, mà dựa vào một quyển kinh khác trực chỉ nói cho Bồ Tát tại gia. Ở trên phương diện thập thiện thì không có vấn đề gọi là cái giới mà gọi là thập thiện á, là tượng trưng cho những cái giới tu về thiên thừa. Còn Bồ Tát giới là để cho chúng ta hướng tâm chúng ta cao hơn, là chúng ta tu gì? Tu Bồ Tát thừa, tức là phải rộng độ chúng sanh. Chẳng hạn như là không sát sinh mà còn phải tìm mọi cách bảo vệ, cũng như là phóng sinh, ví dụ vậy đó. Và không có được thay vì Bồ Tát là đi nói lành cho người ta, tự nhiên Bồ Tát đi nói xấu người ta. Cho nên mình thọ Bồ Tát giới là không có được nói xấu ai hết á. Mình còn nói xấu người ta, nói tốt, nói xấu người ta là không phải Bồ Tát. Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con có một thắc mắc, con người có bao nhiêu tâm? Tại sao mỗi lần con trì chú hay niệm Phật, miệng thì niệm nhưng tâm nghĩ về chuyện gì đâu đâu? Vậy thì tâm suy nghĩ chuyện gì đâu đâu, thì tại sao miệng còn có thể niệm Phật? Câu này giống mình quá ha. Thưa đại chúng á, cái miệng mình niệm á, là mình niệm không có thói quen. Nói riết hồi cái miệng nó quen, mà trong khi đó tâm nó đi chơi rồi. Không phải là mình có nhiều tâm, nhưng mà thật sự là nhiều tâm. Bởi vì mình có tâm tham, tâm sân, tâm si, nó biến khởi theo những cái hình tướng ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta tu á, hồi sáng này Pháp Hòa nhớ á, Thượng Tọa giảng cho chúng ta nghe đó, là chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là chúng ta luôn luôn đem cái ý nghĩ của mình trở về cái sự chân chánh trong giây phút hiện tại. Ví dụ như là mình uống nước, là mình niệm uống nước, đó là chánh niệm rượu nước. Mình ăn cơm thì mình biết mình ăn cơm. Nhưng mà lâu nay mình niệm Phật, mình cầm chuỗi lên, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà không phải cái đó tâm niệm. Cái đó là gì? Miệng niệm, mà miệng niệm theo cái tập khí, cái thói quen. Cũng giống như bây giờ quý vị tụng kinh vậy đó. Cái bài nào quý vị không thuộc là quý vị nhìn, quý vị dò. Mà hãy bài nào mà thuộc là bắt đầu ngó. Hồi không thuộc là ngó xuống, mà tới hồi thuộc là ngó lên luôn. Cũng y như mình vậy đó, hồi mới tu khiêm cung lắm, tu chặt rồi nước lên không. Đó là mình không thấy ai mà có không, mà lúc đó mình không thấy ai hơn mình hết á, mình thấy mình hơn người ta không à. Cái nguy hiểm lắm. Cho nên khi mình tụng kinh á, mình để tâm vô, con mắt mình dính vô kinh này, tâm mình nghĩ nè,
miệng mình tụng nè, cho nên khi mình tụng là tâm ý mình nhớ kỹ hết. Nhưng mà khi mình thuộc kinh rồi mà mình đưa cái tâm mình, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Dạ Đà Dạ Đà Điền Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tì, trời gió bão có nghĩ hết kia bộ. Nhưng mà mình đang tụng mình cứ ngửi này mình vậy thì cái miệng mình tụng cho có thói quen thôi, nhưng mà tâm mình không có, vì cái tâm mình nó dán chỗ khác rồi. Đó, thành nữ ra cố gắng, chúng ta là những người tu á, là những người chăn cái tâm của mình, cho nên khi mình tụng mà cái tâm mình dọt chỗ khác á thì mình kéo nó lại liền, mình nói mình đang tụng kinh, cho nên kéo nó lại. Mình đang niệm Phật, kéo nó lại. Chẳng hạn như quý vị đang ngồi thiền cũng vậy, đang ngồi thiền là thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thở vô A Di, cái nghe tiếng cái người kia đi đi đi, cái mình nói trời đi đâu vậy, nãy hứa với tôi lát nó đi mà sao giờ đi trước rồi. Mình nghe cái tiếng người quen của mình đó, phải không? Cái là bắt đầu mình suy nghĩ rồi đó, mình nói rõ ràng cái tiếng cái vị quen của mình là mò nãy hứa với mình là đợi mình về xong mới đi, mà sao giờ hú ai đi trước vậy. Cái lỡ đầu mình ngồi đây mình sợ trễ, mình sợ mất phần. Cho nên những lúc khởi như vậy là kéo nó trở về, nói mình đang niệm Phật, không cho nó tiếp tục. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái người tu của mình cũng giống như cái người chăn con trâu vậy đó. Con trâu thì nó thích lân la, hết cái mảnh ruộng này thì tới mảnh ruộng khác. Vì vậy cho nên người tu của mình là phải kéo trâu lại, nó vừa phóng kéo nó lại, chăn cho đến khi nào thân đâu tâm đó thì chúng ta mới được quyền ngồi nhàn nhã. Quý vị có thấy 10 bức tranh chăn trâu của nhà thiền đó? Đầu tiên là con trâu đen chưa có dây, mình là cái chú một đồng đi tìm trâu, tức là người đi tìm tâm. Một khi nhận ra rằng chúng ta có cái tâm chơn và chúng ta có tâm vọng, mà thật sự vọng chân là nó hết á, nhưng mà khi chưa nhận ra việc gì hết thì nó hoàn toàn là vọng. Ví dụ coi cái lương mà ngồi khóc thì lúc đó là mình khóc là tại vì cái gì? Tại cái tâm mình nó vọng, nó không biết nó là giả, nó không biết là giả, phải không? Nó nghe người ta hát, nó nghe người ta hát gió gió ơi gió bay bay về nơi nào, thôi nó ngồi khổ gió về cho lúa xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào kéo dây ra chùi liền. Vậy nó thấy rồi, nó bắt đầu nó khởi lên, nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cấm câu. Trời, nó ngồi niệm Phật mà đợi ngày thất nghiệp đi cấm câu. Rồi bắt đầu một hồi nó ngồi nó niệm khác nữa, nó nói lỡ mai thất nghiệp anh về Trà Vinh anh cưới vợ Miên, vợ Miên nó hiền cưới không tốn tiền, dù cho đen đuốc nó cũng có duyên, cưới chi vợ Việt tốn tiền xà bông dơi phấn son xa đen quần xa. Trời đất ơi, nó ngồi nó niệm đủ thứ. Nhưng mà cái lúc mà mình khi nó khởi cái đó rồi biết không, cho nên kinh dạy mình á, tri vọng là hiển tri chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Mình biết nó vọng là mình không theo, mà khi không theo thì trở về cái chân, cho nên chân vọng là một. Tại mình không hiểu cho nên mình mới buồn. Ví dụ như mình mới nói trời ơi tôi buồn quá, cái người đó hồi đó tôi còn có tiền, tôi có thể mà lợi dụng được người ta đến với tôi. Bây giờ tôi hết tiền, tôi không có còn gì nữa, người đó không tới với tôi nữa, mình buồn khổ.
Nhưng mà một giây phút nào đó tự nhiên giáo pháp nó trở lại về với mình liền. Nó nói là sao? Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu tâm. Nghèo mà ở trên núi có người nào đến thăm? Nghèo mà tới hồi giàu mà ở trong rừng á, người ta đến ta nhìn bà con. Nó nhớ cái câu đó cái tự nhiên hết buồn. Rồi có một lúc nào đó nó nhớ câu thơ đó, nói trời ơi, rõ ràng ông bà mình nói rồi, tình đời đen bạc tợ như vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi, trước mặt vui đùa khen nịnh hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Nó nói tiếp, nó nói có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi, nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Nó hết buồn. Một lát nó khổ, một lát nó vui, cái nó chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui? Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Rốt cuộc cuộc đời chủng chỉ khổ mới vui. Nó nói trời ơi, sao bây giờ con nhớ cái người đó quá. Nó hiểu ra liền Phật dạy rồi: thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ. Đúng không? Nhớ như vậy cái hết khổ. Tại vì mình rõ được cái pháp thật của thế gian. Rồi mình hiểu ra rằng mình có xa nhau mới nhớ nhau. Ngày mai là ngày Phó Vợ ở đây, ngày cuối. Chắc đa số quý vị cũng vậy chứ gì. Thứ hai, thứ ba thì sao? Chỉ còn gần nhau ngày mai nữa thôi. Ngày mai nữa thôi là xa nhau rồi. À, mình nhớ như vậy. Nhưng mình nhớ trực lại: ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Tỉnh ngộ liền: à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên tâm nó một rồi, có vọng có chơi, mà không hiểu thì nó vọng, mà hiểu thì nó chơi. Giống như khi mình chưa hiểu là mình giận, hiểu ra rồi hết giận. Mà cái giận nó đi đâu? Có ai bóc nó ra đâu? Hồi nãy đâu có ai đem nó vô, mà bây giờ ai bóc nó ra? Tự nó. Con mình á, hẹn mình 9 giờ tối nay đón mình về nhà. Đi chùa mệt muốn chết rồi, đợi nó lỡ nó đón mà đi vô đi ra bực bội. Rồi cái bắt đầu mình nghi: tôi nói rồi mà nó hẹn với con nhỏ này là thế nào nó cũng trễ. Mình giận bực tức đủ thứ. Nhưng mà tới hồi mà mình nghi lầm đủ thứ, tức là mình đang bực giận với gì. Con nó đến hỏi: con làm gì mà tới trễ? Má ơi, con bị bể bánh xe dọc đường. Tự nhiên cái cục giận nó mất hết trơn à. Tại sao nó mất? Nó hiểu. Cho nên hồi nãy giận là si, mà hết giận là tỉnh. Chứ quý vị thì tỉnh mê ở đâu? Khi chúng ta chưa hiểu thì là mê, hiểu rồi thì tỉnh. Cho nên giác và mê không có xa, vọng và chơn không có xa. Cho nên tại sao Phật tử chúng ta phải thường tu để thường giác? Mà thường giác thì không có thường mê, mà không có thường mê thì thường hành và thường thành Phật đạo. Thôi hết giờ, mình nghỉ. Kính bạch Thầy, trước khi Thầy nói pháp xong, xin Thầy hoan hỷ hát bài tâm sự người cài hoa trắng. Bây giờ quý vị cho 10 phút nữa không? Không phải, mắc công tôi nói mình lấn sân. Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu để chỉ cho các con thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong nhà bằng hình hay bằng tượng. Tuổi trẻ và các người ngoài 40 có thể thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được không?
cái câu này cái câu cũng cần giải, tại vì quý Phật tử mình như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, không học không hiểu thì nó rơi vào cái tình trạng bị người ta nói mình không hiểu. Thờ Phật không có quy định bao nhiêu tuổi và ai mới được thờ và thờ Phật gì, không có. Bao nhiêu tuổi cũng thờ Phật được hết, và thờ Phật gì cũng được hết. Thờ Phật bằng hình cũng được, bằng tượng cũng được. Đừng có nghĩ rằng ở nhà không được thờ tượng, ở nhà chỉ được thờ hình. Và có người nói rằng phải 40 tuổi mới được thờ Phật. Dạ xin không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Ví dụ bây giờ mình có một đứa cháu trong ngoại nhớ mình quá, nói bà ngoại ơi, con muốn xin cái hình bà ngoại để con để trong phòng của con, hay là con treo ở trong nhà để mỗi ngày con nhớ bà ngoại, con nhìn bà ngoại. Mình nói con là con nít, không có nên treo hình người lớn, hình của bà ngoại để má con treo thôi. Nói vậy được không? Không được. Nó con nít mà nó nhớ Phật thì mình càng mừng chứ sao. Nó con nít mà nó nhớ bà ngoại thì mình càng vui chứ sao. Y như vậy, cái người trẻ mà người ta thương Phật, quý Phật thì mình lại càng mừng chứ sao. Mình chẳng không phải là mỗi ngày mình than sao, mình nói trời ơi sao mà tre tàn mà tre già mà không mọc. Rồi đứa nào mà nó không thờ Phật nó nói mày vô đạo hay là vô không có tu hành. Mà bây giờ nó tu mình mừng chứ sao. Cho nên bất cứ ai, người nào, bất cứ người nào có thờ Phật đều được hết. Và cốt yếu là thờ cho trang nghiêm. Và cái mục đích chúng ta thờ Phật để làm gì? Thờ để học cái hạnh của Phật. Ví dụ như học thờ Quan Âm thì học hạnh từ bi, thờ Bổn Sư Thích Ca thì học hạnh tinh tấn, thờ Đại Thí Chí thì học cái hạnh dũng lực, thờ Địa Tạng thì học cái hạnh phát nguyện, thờ Di Lặc học cái hạnh hỷ xả. Thờ Phật nào cũng mỗi Phật là mỗi hạnh, nhưng mà một Phật tượng trưng cho các Phật, cho nên một tượng cũng được, chứ không phải là phải thờ nhiều tượng. Mà nếu thờ có nhiều hình nhiều tượng thì cũng một lương hương thôi, không phải là mỗi Phật mỗi lương hương, và cũng không phải là mỗi Phật mỗi ly nước, và cũng không phải mỗi Phật mỗi một trái. Có nhiều khi mình cúng mình đếm nha, bà Phật năm trên người cái mình để năm trái. Có một bữa cái bà cụ kêu bà mang một bịch cam, bà để vàng trái đó, hồi xong hết có cái tượng Phật đản sanh nhỏ xíu á, bà không thấy, bà bước ra cửa bà thấy xong bà lại bà nói trời ơi con ơi bà xin lỗi con nhỏ bà không thấy. Không có phải mỗi tượng một trái cũng được, tượng trưng mà, quý vị thấy không? Cho nên mới nói là tất cả quy về một. Quý Phật tử cứ thờ Phật. Có bà xin thưa đại chúng nè, có người nói là tụng chú Đại Bi khùng, rồi Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa tụng chú Đại Bi từ 5-7 tuổi. Bây giờ Pháp Hòa cũng khùng cỡ này thôi chứ khùng kiểu nào nữa. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa khùng không? Nếu mà khùng cỡ Pháp Hòa chịu không? Chịu. Phải là tụng chú Đại Bi đi. Cho nên không có khùng gì hết. Thì có nhiều người nói tụng chú Đại Bi khùng. Có nhiều người thì nói là thờ Phật Thích Ca phải 40 tuổi. Có người nói thờ Quan Âm không có được thờ ngồi, tại vì thờ mà tượng ngồi như vậy tới hồi mình khổ mình kêu Quan Âm đứng dậy nó chậm. Rồi có người thì nói là không được thờ tượng đứng, hỏi sao vậy, đứng mỏi chân tượng trưng cho người khổ. Rồi có người nói thờ Quan Âm không được cầm cái bình trút xuống, tại trút xuống hết tiền. Quá ra cái bình đó bình tiền chứ không phải bình thuốc. Khổ quá. Cho nên mình đảo điên á, tức là mình thấy ngược thấy xuôi, cho nên mình mới bắt Phật ngược xuôi với mình. Chữ đảo là gì? Chữ đảo là lộn. Không, chữ điên là thấy sai, vừa lộn mà vừa sai, cho nên là điên đảo. Cho nên trong kinh Bát Nhã đó, trừ khi nào mình viễn ly được điên đảo mộng tưởng thì chúng ta mới có thể cứu cánh
Niết Bàn. Có Niết Bàn mà Niết Bàn rốt ráo viên mãn khi nào chúng ta bỏ được cái nhìn thấy ngược và thấy sai. Cho nên quý vị cứ thờ thì cũng sao. Có quà thờ Phật từ năm có bà 7 tuổi nè. Cái ngày đầu tiên có bà đến chùa đó, có bà xin thầy trụ trì cho Phật về thờ năm đó bà 7 tuổi. Mà xin hình Phật mà ra giá đó. Thầy mới hỏi chứ con mang hình Phật về mà con thờ không? Nói dạ con thờ. Nói thầy cho con hình Phật mà con muốn hình Phật Thích Ca, hình Phật Di Đà, hình Phật Di Lạc, hình Quan Âm, ra giá 4 hình. Xin 4 cái hình 5-7 tuổi. Đem về rồi nói với mẹ Pháp Hòa là mẹ phải đi làm bàn thờ cho con thờ Phật. Đến khi mà tụng kinh ở nhà đó, đâu có biết kinh gì tụng đâu. Nghe người ta tụng cái bài Cúng Thắm An. Cái bài mà hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiết như trời cây khô. Trời ơi, nghe cái bài đó thích quá. Xin cái bài đó về nhà tụng. Thế nào ở nhà đó cũng tụng cái bài đó hết. Mà quý vị nghe cái bài đó quý vị sợ lắm. Cái bài này tụng ma. Đó, mà có bà tụng ở nhà có bà mỗi ngày đó. Mà có sao đâu. Nhờ tụng như vậy cho nên mình mới hiểu cái gì. Hiểu là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiết như trời cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, khạ cái chùi chùi bóng hoa. Đó là trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ quanh hết chỉ còn liệt thôi. Bây giờ tụng cho bà 7 tuổi mà giờ mới tụng. Cho nên quý vị đừng có lo. Nói kinh Di Đà tụng còn siêu. Nếu tụng Di Đà mà siêu cũng nên tụng. Tại vì siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Thật sự mà nói, trước hết phải tụng cầu siêu rồi mới tụng cầu an. Bởi vì mình không siêu phiền não thì làm sao mình an. Cho nên phải siêu phiền não mới an đời sống. Cho nên đừng có lo. Lỡ ai mà có tụng mình á, ví dụ mình ghi tên cầu an mà thầy lỡ đọc qua danh sách cầu siêu cũng mừng á. Nói mô Phật cảm ơn thầy, thầy cầu cho con siêu phiền não. Cái bà đó, bà đem cái tên của bà trong chồng vô nhờ thầy tụng. Thầy nói, cục nguyện nhất thành tướng đạt giảng tội văn tiêu, nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Bà nói, thầy, con nghe tụng Tây Phương chứ sao Tây Ninh. Ông thầy hư một cái, cũng có 30 mà được để Tây Phương. 30 đi Tây Ninh. Chùa cũng nghĩ. Em mà có cái tật kỳ, ép là không làm. Anh như là Phật xin Pháp Hòa xin rất biết ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ những hiểu biết của mình về Phật Pháp. Và trong khi chia sẻ có gì sai sót không quý vị hoan hỷ cho. Cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm luôn an lạc, sở nguyện được viên thành. Và hy vọng xuất gia giao duyên kỳ này, dù ít, dù nhiều, dù là trọn vẹn hay là không trọn vẹn, thì tất cả chúng ta đã gieo hết rồi. Thì nếu mà chúng ta một khi đã gieo rồi, thì nhất định hạt giống này sẽ có ngày đơm hoa kết trái bằng sự tu hành tinh tiến của chúng ta. Cây có trồng mà không tưới thì không thể mọc. Duyên lành đã trồng mà không tiếp tục gieo trồng thì không thể nào quả có được. Mong đại chúng có kết quả nhờ sự tinh tấn của mình. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh